Rồi hello, xin chào thầy các bác nha. Thì hôm nay em quay cho các bác gửi tới bác báo giá tổng của 6 con nè, 246 con mới về hồi tối nha các bác. Rồi ok. Thì đầu tiên thì em gửi tới mấy bác con DC70. Này con này Blue nha các bác. Đời 2019. Đây. Rồi giá nữa ha. Rồi con cuốn. Rồi giờ mỗi máy thì em đi sơ sơ ha, tất cả máy đều là động cơ zin hết nên các bác là cứ yên tâm đi ha. Giờ em chỉ quay cái độ đẹp của máy bồn lúa con này đây ha. Giờ là em đi báo giá từ chiếc luôn nha. Bạn đứng này nói chung là mình nhìn qua thì mình biết cái máy nó độ mến như thế nào rồi. Nó khỏi còn phải bàn luận nhiều đây. Sườn bọng nè. Mới cáo luôn nè các bác. Mới chốc nó sơ 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 à. Rồi. Tiếp theo thì qua tới một con nữa. Con này thì máy thường mà lên tem lút nha. Đời 17. Đây giá đây các bác ơi. Này zin ba cục nha các bác. Đó. Hàm băng tải bông cuốn này quá trời đẹp. Rồi, qua anh đây em gửi tới các bác nè. Em qua đây em quay sườn bọng hết luôn. Đó. Mới chét gì nè. Rồi bạn đứng nha các bác. Còn lúa cũng như vết thùng. Đây cabin của em nó đây ha. Nó dán được can gì chrome gì nè. Rồi tiếp theo. Tiếp theo thì qua bên đây là một con thêm chiếc nữa. Con này đời 17 luôn. Con này zin hai cục. Giá 34 sườn đẹp nha các bác. Đó. Bữa giờ là máy về đủ giá đủ loại cho nè. Mấy máy này mới về cái lô này thì giá nó hơi cao, nhích trên 300. Còn cái lô về hôm bữa trước là 200 mấy à, đầy máy hết trơn à. Nói chung cũng dễ cho các bác lựa lắm ha. Rồi con này tiếp tục tới con này 300 tây rồi 17. Máy thường lên trăm lút nha. Rồi sườn bọng ở đây. Là hôm nay là báo giá 5 chiếc nha các bác ơi. Đó, sườn bọng ở đây. Đó. Qua đây thất thùng. Bàn đứng bồn lúa. Xin xin nha các bác. Đẹp lắm. Bên em là có vận chuyển miễn phí trên toàn quốc nha. Rồi tiếp theo. Con này đang gấp không biết nhiêu tiền. Rồi đang gấp. Con này đời cũng đời 17 à. Con đời 17 nha. Đang lắp gấp lại hết luôn à. Hôm qua về. Hồi bể tiếng ủng quá. Chuyện gì thì. Rồi cabin ở đây các bác. Bông cuốn hàm thì con này còn được nha. Con lăng thì ở đây là một con lô còn nhiêu là zin ha. Rồi sườn đây. Lô này về mà nói chung là máy được được mà giá nó hơi nói chút ha. Tại xe là cỡ xe cứng cứng là 80-85%. Bàn đứng đây hứng lúa. Như bồn giờ em đi quay sơ sơ thôi. Các bác nào mà thích thì cứ liên hệ cho em là qua số là 0965566557. Em quay Zalo cho các bác xem từ chiếc luôn. Hoặc là các bác đợi video em trên YouTube nha. Con này giá 320 đời 17. 20. Đây, 70 DC10R ha. DC10R nguyên chiếc nha, giá 320 đời 17 nha. Vết hàm đây. Rồi bên đây. Chuyền chân. DC10R còn nguyên zin bồn dời đầy đủ, không có thiếu gì hết nha, nguyên bồn dời đầy đủ nha. Rồi tiếp theo cái con G bên đây. G này là G thường chứ không phải G lút đâu nha, tại vì nó lên tem á. Cái tem zin nó là tem màu cam. Mà nó lên tem á. Con này cũng 320 đời 17 luôn. Rồi đây bông cuốn này nha các bác. Máy này là máy DC10G có vòi. Rồi dàn chân đây. Máy quá. Ở đây nó sơn ba cái sơn là chống xét nè. Mình bảnh nó sơn này. Nó chạy á. Rồi ok. Ví dụ bác nào có quan tâm thì cứ liên hệ cho em nha. Máy thì trong kho hiện tại quá các em thấy ha. Hôm nay là những ngày cuối tháng 5. Máy trong kho người ta vậy đó. Thì các bác có thể vào xem lựa thoải mái. Bên em thì vận chuyển trên toàn quốc hết cho các bác ha. Rồi ok, cảm ơn các bác đã xem video.